đón nhận tiếp tiếp đại diện của cán bộ xây dựng nông thôn. Xin mời chị Luna Na Khúc. Và sau chị Luna Na Khúc xin mời chị Nguyệt chuẩn bị. Thời gian xóa nỗi đời người.
cảm ơn chị Đỗ Ngà Thu. Và kế tiếp xin mời Kim Nguyệt. Và sau Kim Nguyệt xin mời anh Thông, anh chị Thông.